Vừa rồi là tổng hợp những mẫu phòng hát karaoke mới nhất của năm 2024 mà công ty nội thất Bảo Long đang triển khai đến tay khách hàng. Đây cũng sẽ là lần chuyển dịch tương đối lớn đối với thiết kế nội thất karaoke nói riêng và toàn ngành gia công thi công nội thất karaoke nói chung, khi đã thay đổi hoàn toàn cách thức để sản xuất và thi công một phòng hát. Vậy với lần nâng cấp này thì các chủ đầu tư sẽ nhận được những lợi ích gì? Mời các quý khách hàng cùng theo dõi video dưới đây. Lợi ích đầu tiên đó là mẫu mã mới lạ giúp thu hút được nhiều khách hàng hơn. Các mẫu phòng Bảo Long đang triển khai đều có thiết kế vô cùng lạ mắt, không còn giữ như phong cách tân cổ điển thường thấy. Phòng hát mới này sẽ có phần hiện đại hơn, các chi tiết được làm đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tạo nên điểm nhấn lớn giúp thu hút khách hàng đến trải nghiệm và giải trí. Lợi ích thứ hai đó là thời gian xây dựng nhanh chóng hơn, sẽ không còn các khối module quá nhỏ, lắt nhắt. Thay vào đó, toàn bộ sẽ là các khối module lớn được gia công chắc chắn và sẽ hoàn thiện ngay tại xưởng sản xuất. Lúc này, chủ đầu tư và các đội thi công chỉ cần đo đạc chính xác vị trí, lắp đặt và đấu điện là xong. Toàn bộ quá trình lắp đặt sẽ giảm từ 7 ngày xuống còn 2 cho đến 3 ngày trong một phòng hát. Thứ ba là giảm chi phí tối đa. Vì sử dụng những khối hình đơn giản, dẫn đến thời gian sản xuất cũng được giảm xuống, tiết kiệm nhân công và giá thành của sản phẩm. Các phòng hát này sẽ rẻ hơn các phòng hát cũ từ 15 cho đến 20% chi phí. 4. Giảm kiểu lỗi. Việc sản xuất các khối lớn thường dễ dàng và bớt lỗi hơn so với các khối module có nhiều chi tiết phức tạp. Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED cũng được bố trí đơn giản, sử dụng LED chất lượng cao làm tăng tuổi thọ của phòng hát. Lợi ích thứ 5 đó là tối ưu được chi phí vận hành một phòng hát. So với các phòng hát cũ thì mẫu mới này sử dụng ít điện năng hơn, giúp các chủ đầu tư có thể tiết kiệm được một khoản rất lớn chi phí vận hành. Và vừa rồi là 5 lợi ích lớn dành cho các chủ đầu tư đang muốn nâng cấp hoặc làm phòng mới theo phong cách phòng hát mà công ty Bảo Long gọi đấy là Luxury. Quý khách có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc gì thì có thể comment ngay phía dưới bài viết, hoặc nếu quý khách đang muốn tham khảo những mẫu phòng mới nhất có thể gọi điện ngay đến số hotline là 0931 252 333. Đội ngũ bán hàng của Bảo Long sẽ tư vấn giúp quý khách tìm ra những sản phẩm ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Cảm ơn quý khách hàng đã xem hết video và đừng quên để lại cho nội thất Bảo Long một like, một subscribe để có thể đón chờ những chương trình hấp dẫn tiếp theo. Bảo Long đem lại giải pháp đầu tư hiệu quả nhất.